nhà bà chủ có khách. Lao cho kỹ vô Xuyến ơi, chờ bà chủ về để duyệt thôi. Lao cho sạch bụi chút nha không? À, em chào chị. Ừ, kỹ kỹ á, chỗ nào mà ố đó là cứ đẩy ra cho nó hết mấy cái dấu đó đi. Trời ơi, em lao sáng giờ là chở 5 quận rồi đó. Vậy á hả? Dạ. Trời ơi, lao mà tới 5 quận chắc xa lắm à. Cơm nước rồi làm hết chưa mà lên đây lao đây vậy? Em làm xong hết rồi, em nấu nguyên một mâm cơm tươm tất đàng hoàng cho chị đãi khách luôn. Những cái món mà chị dặn đó đúng không? Dạ đúng luôn. Chị dặn nè. Dạ. Hôm nay là có khách của chị qua chơi, mà khách của chị rất là khó tính. Thành ra khi mà chị kêu cái gì hả bưng lên, còn chị không kêu thôi ở dưới nghe không? Dạ không rồi. Đi lên nghe không? Dạ em biết rồi. Ừ. Sáng ơi. Sáng à. Ê, dạ dạ dạ. Em đây nè chị. Rồi rồi để em kêu đứa nhỏ ra mở cửa chị về vô liền. Nè 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 nè. Dạ, dạ, dạ. Khách của chị tới rồi. Đi ra mở cửa chị vô xong rồi nhớ chào hỏi người ta đàng hoàng rồi đi thẳng vô bếp luôn, khỏi cái ghé đây nữa. Dạ dạ. Rồi chừng nào chị cần chị kêu nghe không? Dạ rồi. Dạ, rồi rồi em biết rồi. Chị Sang. Dạ. Ngồi ngồi đi chị. Chà, nhà cửa sao mà dán khéo mà sạch sẽ mà tươm tất. Cảm ơn chị khen. Tính em nó cũng khó lắm chị. Thành ra nhà một hột bụi em cũng không chịu nữa. Cái gì cũng phải sạch sẽ từ đầu đến chân. Em mới vừa ý chị ơi, nó mới thoáng mát. Mình mới cảm thấy thoải mái khi một ngày mình đi làm mệt nhọc dê. Mặc dù ở nhà em có người làm chứ em đâu có để cho làm. Ủa sao vậy? Em phải làm, chính tay em làm em mới vừa ý. Từ nhà mình ở mình phải chính tay mình làm. Trời chị. Chi mà cực như vậy. Đã bên ngoài xã hội á, làm việc cực rồi. Dạ. Về nhà phải lao đầu vô dọn dẹp nhà cửa để người làm hết không được hả? Dạ không chị ơi, em không có yên tâm đâu. Ừ. Thật ra mướn người làm chi là để cho cổ coi chừng nhà những cái lúc mình đi vắng thôi. Ừ. Với lại một phần nữa cũng thấy ở dưới quê tội nghiệp, rồi cuộc sống cũng khó khăn, rồi mình cũng tạo công ăn việc làm cho họ đó. Dạ vậy thôi đó. Chứ trời ơi, người nhà làm á cho em sung sướng lắm. Chị hả? Dạ. Xuyến ơi. Dạ. Chị có nấu cái nước mát chị để tủ lạnh sẵn đó cưng. Dạ. Bạn chị tới nè, đem lên cho bạn chị uống nha. Dạ em đem lên liền. Ai nấu? Em nấu. Sao không ra ngoài mua? Trời đất ơi, ở ngoài sao ngon được. Mình uống mình phải chính tay mình nấu nó mới ngon. Vậy sao có người làm đó? Em không kêu người làm là nấu theo cái kiểu cách công thức của em. Dạ mình làm mình mới vừa ý chị. Thôi để em làm đi. Em đã nấu chị rồi. Trong ngoài gì một mình em làm hết á. Cảm ơn em. Dạ. Em đi xuống dưới á, đồ ăn hồi nãy chị làm sẵn, chị để sẵn ở dưới hết rồi á. Chút xíu nữa gì cần cái chị kêu em bưng lên cho chị nghe không? Dạ. Đi đi cưng. Uống hết nửa ly luôn. Trời ơi, ngon không? Trời ơi, chị không ngờ em khéo dữ vậy á. Tôi nói việc ngoài kinh doanh á là em cũng nổi tiếng là giỏi. Dạ. Rồi bây giờ cái quán xí nhà cửa em cũng làm hết. Dạ. Rồi ngay cả là nấu nước xăm nước mát vậy nè. Dạ. Cũng ngon nữa. Ủa sao em giỏi quá chưa không chừa phần trai giỏi hết hả? Dạ chị ơi, cái gì mình làm được thì mình làm. Em thích tự tay em làm à, cảm thấy nó ngon mà nó yên tâm hơn. Chị hiểu không? Kệ. Cái gì thì nói chung là cái đó sở thích. Với lại chị mà tới đây thì phải chính tay em làm chứ. Ừ thiệt nha. Chị mà khen. Đi nói với mấy bà bạn của chị á. Dạ. Rồi mấy bà bạn của em đó. Dạ. Họ không tin đó nha. Họ không tin có một người phụ nữ mà giỏi việc ngoài cũng giỏi mà trong nhà cũng giỏi. Thế nào họ cũng tới đây họ chứng kiến mà coi. Chị quá khen. Bởi vì em nói đó, việc trong việc ngoài gì em cũng lo hết á. Nhiều khi em nặng đầu lắm chị. Trời ơi thiệt. Em cũng tốt kìa. Dạ, dạ. Coi như là em cũng tốt đó. Chị thấy em là coi như là người làm là không cho làm gì hết á. Dạ. Chỉ trong coi nhà cửa thôi. Dạ. Vậy là em vừa giỏi nè. Dạ. Rồi vừa đảm đang nè. Dạ. Rồi lại cũng tốt tính nữa. Chị cũng quá khen em à. Thôi để em kêu Xuyến nó bưng mâm cơm lên cho chị ăn. Mâm cơm này là em biết chị qua chính tay em làm đó. Chính tay em làm đó. Thôi đừng có giỡn. Em nói thiệt. Em nấu luôn hả? Trời ơi, em nấu ăn em mới vừa ý. Trời chắc kiểu này chắc chị tới nhà em thường xuyên đi học hỏi đó em quá à. Rảnh này chị cứ tới đây chơi có gì đâu. Ừ. Để em kêu Xuyến ơi. Dạ. Cái mâm cơm chị làm chị để sẵn đó cưng. Hồi nãy chị nói cưng đó. Bưng lên đây đi cưng. Dạ em bưng lên liền. Chị ăn thử có gì góp ý. Mâm cơm này là em làm theo những món chị thích. Đây 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 đây
Dạ mời hai chị cơ. Được rồi em, đi xuống dưới đi, có gì cần chị gọi. Dạ. Nó không có cao lương mỹ vị gì hết á, mà nó tươm tất, nó đạm bạc. Chị nói thiệt nha. Dạ. Toàn là những món chị thích không đó. Chị đó. Em quá giỏi. Cảm ơn chị, cũng lần nữa khen em hoài, em ngại lắm. Dạ. Kiểu này thôi chết rồi, Sang ơi, chắc qua thường xuyên quá Sang ơi. Qua bất cứ lúc nào cũng được, nhưng mà nhớ báo em trước 1 tiếng. Dạ. Trời đất ơi, mình làm mới có chút xíu mà người mình nó rã rồi. Bây giờ tôi mới công nhận là sức của con Xuyến nó khỏe gì mà nó khỏe thấy ớn luôn. Làm quần quật từ sáng tới chiều tối mà ngày này của 3 tháng rồi. Ai vậy? Sang ơi. Dạ. Chị Tâm nè. Dạ chị hả? Dạ. Chết trời đất ơi, sao lên tôi đâu tôi vô giờ này. Dạ cửa không có khóa, chị vô đi nha. Chết trời đất ơi, sao phải lên đột xuất vậy? Đó. Đó. Ủa chị, chị. Ủa sao giống như lộn nhà vậy trời? Dạ không, nhà em. Kém luôn. Dạ. Sao chị tới chị không báo trước em? Em dặn chị rồi mà, tới báo trước em ít nhất 1 tiếng mà. Dạ bụi quá chị, dạ đứng dậy đi em quét cho. Thôi được rồi. Sao mà nhà cửa bề bộn vậy nè? Là chị đi công chuyện. Dạ. Rồi tính ghé em. Dạ. Ké một bữa cơm. Thành ra không có kịp gọi điện cho em, điện thoại thì lại hết pin. Nhưng mà chị tới đây chị cảm giác như là không phải là nhà của em. Nó khác hẳn một trời một vực như một lần trước chị tới vậy. Dạ. Sao mà tự nhiên nó bề bộn mà trời đất ơi, cái gì vậy trời, như một bãi chiến trường vậy trời. Dạ bề bộn quá hả chị? Dạ. Chị ngồi chơi. Dạ. Sao mấy cái em sao vậy? Hay là em không khỏe hả? Dạ em mệt quá chị. Mấy nay mệt quá à. Thành ra mới giờ dọn chút xíu cái. Ủa vậy cái gì đâu? Dạ anh giúp việc. Bà chủ ơi. Chị ơi, em lên rồi nè. Dạ anh Xuyến giúp việc của em. Chị. Ủa? Em lên rồi nè chị. Trời ơi, em ở dưới quê lên á hả? Mà em lo á, em ở trên xe mà em còn lo á, em sợ hả, nhà cửa bề bộn y. Đâu có gì đâu, giờ nó cũng bề bộn quá rồi. Dạ chị. Dạ. Ngồi đi em. Đây, bỏ đồ lên. Dạ mấy nay Xuyến về quê, rồi hôm nay mới lên á. Ủa nhưng mà lúc trước em nói là cái chuyện nhà, chuyện cửa là một tay em làm hết. Xuyến là chỉ đi ra đi vô để trông coi nhà cửa thôi mà. Dạ thì em có nói vậy, nhưng mà thôi chị ơi, giờ em giấu hết nổi nữa chị. Em nói thiệt với chị luôn, nhà em 10 năm nay tất cả từ trong ra ngoài một tay của Xuyến không, chứ không phải là em đó chị. Em chỉ lo công việc kinh doanh ở ngoài thôi chị. Bởi vậy chị nghi rồi. Chị tới mà chị thấy nhà cửa sao sạch sẽ, rồi nấu ăn tươm tất nữa. Dạ. Rồi em làm việc ngoài, rồi thời giờ đó làm việc trong nhà. Dạ. Trời, con người mà đâu có ai hoàn hảo hết. Dạ. Nhưng mà tại vì chị thấy ít người giúp việc làm, thấy một tay em cứ săn sái làm, chị mới tin những gì em nói đó chứ. Dạ, em cũng xin lỗi chị. Và sao nữa, chị xin lỗi em nha Xuyến. Thiệt ra cả chục năm nay rồi, mọi thứ trong nhà từ trước tới sân rồi ở đâu, nói chung là Xuyến là một tay Xuyến làm hết, chứ không phải em làm đâu chị. Dạ, thật ra thì em quý chị. Em ở dưới quê á mà em không có an tâm. Tại vì em biết á là nhà cửa là chắc chắn sẽ bề bộn, rồi cơm nước không ai nấu cho chị, để chị đi ăn ngoài như vậy ảnh hưởng sức khỏe. Em cũng lo. Có mình Xuyến hiểu em mà chị. Bởi vậy tao nói tìm được người làm như Xuyến vậy cũng cả vấn đề đó. Còn gì nữa. Dạ. Mà đã trung thành với em, lo lắng cho em cả chục năm nay. Dạ. Rồi hiếm lắm nghe em. Dạ. Phải giữ lấy nghe chưa. Dạ em biết chứ. Xuyến bữa hôm á, cái mâm cơm bữa đó chị. Thật ra Xuyến nấu không đó, mà tự em nói em nấu, em lấy quy làm quách chút xíu rồi. Bởi tao nói cái bệnh sĩ nặng dữ lắm, bệnh giờ buồn chị nghe không. Dạ đâu có. Thôi qua vấn đề này chị cũng thấy được cái sai của chị. Chị cũng rút cho chị một cái kinh nghiệm rồi. Chị xin lỗi em thật sự. Và chị sẽ tăng lương cho em và tặng em thêm 1 tháng lương. Dạ thôi em không nhận đâu. Không nhận đi. Thôi tại vì bình thường chị cũng đã đối xử tốt với em rồi, tự nhiên giờ tăng lương cho em nữa. Nhận đi. Thật ra như vậy nè, chị thấy là mỗi người có cái khả năng nào thì sẽ giỏi hẳn một cái phía đó. Dạ. Em thì giỏi kinh doanh. Dạ. Đó. Xuyến thì giỏi việc nhà. Dạ. Thì làm sao mà em mà giỏi được việc nhà mà Xuyến giỏi được kinh doanh được. Dạ. Nhưng mà mỗi người có thế mạnh của người đó. Dạ. Em đừng vì cái bệnh sĩ của em
hay là đừng gì sợ miệng đời người ta nói, mà em phải cố sức cố cái bản thân ra để em làm những việc mà không phải trong cái khả năng của mình. Dạ. Chi vậy, vừa hại bản thân mình vừa phải mệt mỏi. Dạ. Mà người ta lại cho là mình là không có thành thật nữa. Dạ, đó, cái đó là cái quan trọng đó chị. Ừ. Sau bài học này là em rút ra là thôi thôi, từ đây về sau là tởn tới già rồi. Mà chị, cái vụ mà bữa vụ mâm cơm á, chị mình chị biết thôi nha, đừng có nói với bạn bè người ta cười em nghe không. Nữa cũng bình xị. Tao gọi là thủ tiết thời. Ủa, tao định nói thủ tiết thời chồng. Ê Bảy ơi, Bảy Bảy Bảy, tự nhiên Bảy, 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 Bả